Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, ông Hoàng Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Thị Đạt, ông đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà với những bước tiến vượt bậc. Và để đạt được những thành quả đó là kết quả của sự đóng góp to lớn của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng đồng hành với nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Nếu một cái tầm nhìn mới đến Nghệ An, để các ông chỉ nhìn trước. Tầm nhìn Nghệ An đến năm 2025, đó là Nghệ An phấn đấu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong vòng 5 năm đến, trở thành tỉnh khá giả về thu nhập vào năm 2025, và đặc biệt cùng với Hà Tĩnh và Thanh Hóa tạo nên một cực tăng trưởng có sức loan tỏa về công nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, đóng vai trò dẫn dắt xu hướng phát triển có tính bao trùm bền vững của toàn vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Kính thưa quý vị đại biểu, tỉnh Nghệ An còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác đầu tư phát triển, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 6 về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, nghị quyết đã mở ra những định hướng vững chắc cho phát triển kinh tế sau tỉnh nhà. Do vậy, qua hội nghị này, tôi rất mong muốn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm nghiên cứu, hướng thiện với các bạn bè, đối tác để thực hiện đầu tư những dự án có hiệu quả tại Nghệ An. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành, sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy lâu dài của các nhà đầu tư và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh có hiệu quả cao tại tỉnh Nghệ An.